Chết rồi, hình như anh đã bị lạc mất các bạn của anh rồi. Anh lại bị lạc bạn rồi. Và hiện tại thì anh đang bị lạc mất bạn của mình. Ở trong này thì quá là đông và anh lại bị lạc mất các bạn của anh rồi. Hello các em, hôm nay thì anh có một chuyến đi Thái Lan cùng với những người bạn. Và các em thấy đấy, anh đã bị lạc rất là nhiều lần. Cũng may là anh chưa phải khóc một lần nào ở đây cả. Vì anh chơi trốn tìm cũng khá giỏi. Đùa chút thôi, đây là lần đầu tiên anh đi du lịch Thái Lan nên là cũng khá là hoang mang. Nhưng mà bù lại thì anh rất bất ngờ với các món ẩm thực của nơi này và có rất nhiều chỗ chơi thú vị nữa. Wow. Hãy cùng anh khám phá ở trong video này nhé. Nhưng mà cùng tua ngược thời gian một chút để... Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chuẩn bị thôi. Anh sẽ mang theo thật nhiều quần áo. Đây là những cái máy quay và máy ảnh mà anh sẽ mang theo. Wow. Ngày trước khi quay video cho chị Thơ thì anh hay sử dụng chiếc máy quay này. Chất lượng hình ảnh của nó rất là tuyệt vời luôn. Wow. Nhưng mà nhược điểm của nó thì là to, cồng kềnh và rất nặng. Như vậy thì sẽ không phù hợp cho những cái vlog du lịch. Chính vì vậy, anh đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn để mua hai chiếc máy quay nhỏ gọn này đây. Wow. Chiếc này thì anh đã từng giới thiệu với các em rồi đúng không nào? Còn chiếc này ấy, thì anh cũng đã quay một cái video unbox. Còn một tiếng nữa anh phải đi rồi. Mà bây giờ trời mưa to khủng khiếp. Có một vấn đề khá nan giải. Hả? Anh chỉ còn 30 phút nữa để đến sân bay thôi. Vậy mà trên Google Maps báo là 49 phút nữa mới tới được. Do mưa và kẹt đường quá. Chết tôi rồi. Em cảm ơn anh. Anh đã tới nơi và kết quả là anh đã bị trễ khoảng 30 phút. Bây giờ thì anh phải nhanh chóng di chuyển đến chỗ của bạn anh thôi. May quá cuối cùng cũng đến kịp. Chết rồi, tao chưa kịp ăn gì. Đói quá. Hồi hộp quá các bạn ạ, lần đầu đều đi xuất ngoại. Rất may mắn là vẫn kịp giờ các em ạ. Nhưng mà... chết rồi. Không biết là lúc đi anh đã tắt máy lạnh chưa nữa. Ê, giờ quay lại được không? Tao không nhớ là tao đã tắt máy lạnh chưa nữa. Ê, đừng nói bậy nha, đang quay video nha. What? Ăn không em? Ăn không? Cho một cây đấy. Ăn không? Xin anh đi. Xin đi. Ok, cho luôn. Anh vừa mới chia sẻ cho một bạn nhỏ một cái thạch sữa Lotamil. Và bây giờ thì anh cũng đang rất là đói. Anh cần phải ăn để cho đỡ đói đã. Rất may là mang theo thạch sữa. Nếu mà không thì sẽ bị ngất mất. Ôi, đèn ở đây đẹp hết. Wow. Ô, đợi với anh. Đi ra chỗ khác mặt xấu quá. Bị sao Khoa? Bị sao vậy? Mắc ẻ à? Đã đói thì chớ lại còn bị bạn giấu hộ chiếu nữa các em ạ. Bạn anh nãy giấu hộ chiếu xong anh phải tìm. Quá là mệt luôn. Thì mày giấu hộ chiếu của tao thật mà. À thế là tao đánh rơi à? À. Vậy là anh đã đổ oan cho bạn anh. À, anh phát hiện ra ở đây có một cái cầu trượt. Ê, để tao chạy ra kia xong rồi mày cứ đứng ở đây mày quay cho tao nhá. Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi. Đây là đồ ăn ở sân bay.
ga quốc tế của Việt Nam các em. Nhưng mà người ta sử dụng đơn vị tiền tệ là đô la. Trong các món ăn ở đây có vẻ khá là hấp dẫn đấy. Wow. Anh sẽ gọi một cái bánh mì. Review chiếc bánh mì đắt nhất mà anh từng được ăn. Cái bánh mì này có giá là 200.000 đồng. Thế nhưng là nó gần 8 đô la đấy các em. Không biết là còn nuốt trôi không đấy. Ngon mà. Thì nghe một miếng này là 10.000. Xong một miếng 20.000. Mày cắn 10 miếng là hết rồi. Ủa, hình báo đây hả? Mày hãy báo mà đẹp ra như vậy á. Bánh báo sao đẹp trai vậy? Nhưng mà cái đấy ngon không? Biết mua ở đâu không? Bách Hóa Xanh á. Ờ, thật mà có à. Bách Hóa Xanh có bán. Hả? Siêu thị có. Nhưng mà vào Bách Hóa Xanh mua cho dễ. Ăn đi Quỳnh. Ăn đi, ăn thử xem có ngon không? Tại sữa nhà làm ấy. Nhà máy. Đúng không? Ngon không? Ngon thật mà đúng không? Cái này là cái gì ạ? Đây là sim du lịch. Ui, có 15GB cho 7 ngày luôn này. Vâng, vâng, gửi anh báo nha. Có phiếu ăn sâu tháng nha. Quay đây là tiền Thái Lan á. Vâng. Hình như anh nghe nói là khi mà qua Thái Lan ấy thì đưa cho người ta phải đưa bằng tay tay phải và không được nhận đồ bằng tay trái. Đây này, để đổi tay đã. Và cái điều thứ hai á, là mình phải tôn trọng hoàng gia Thái Lan, không được nói xấu người ta. Đúng rồi. Đấy, hai cái điều đấy là cần phải lưu ý đúng không? Tờ như thế này là tôi có 750.000 Việt Nam đồng. Thế là còn đắt hơn là tờ 500.000 Việt Nam nữa. Wow. Ôi, mà chỉ có 3 số thôi này, 1.000 thôi này. Mà đổi được hẳn 500.000. À đâu 700.000. 750.000. Ôi, xịn thế. Cảm ơn em nhé. Số tiền này thì tương ứng với 5 triệu đồng. Anh tin là với bằng này tiền ấy thì anh sẽ qua bên đấy mua được rất là nhiều thứ. Anh sẽ dắt kem đi ăn sập Thái Lan luôn. Bây giờ là 12 giờ và anh đã có mặt tại Bangkok. Wow, cái đường này đẹp ghê này. Mặc dù đây là sân bay cũ của Thái Lan thôi đấy, nhưng mà nó cũng khá là đẹp đấy các em. Sân bay này thì không quá là lớn đâu. Nghe nói là ở Thái Lan có một cái sân bay khác mới hơn và nó rất là to. Đây là toàn cảnh sân bay Đôn Mường vào lúc 12 giờ đêm. Có vẻ sân bay này cũng không đông lắm đâu các em ạ. Đưa đây. Đưa đây. Đưa mà chỉ đi, chỉ đi. Nghe con cái nàng đi. Đó, con em có điều đó. Sao giành nhau cây thạch sữa vậy? Thôi để về Việt Nam ta mua cho. Nhớ nha, phải mua cho nha. Nhớ nha. Hôm nãy giờ hai đứa ăn chung cây thạch sữa hả? Tội đấy. Nhưng mà thạch sữa sao hôm nay đắt hàng thế? Nhưng mà thạch sữa thơm á. Hồi nãy giờ chỉ được ngửi thôi, không được ăn hả? Thường đấy. Bởi vì quá, bởi vì á. Bị nước miếng. Vị nước miếng. Bạn anh không có quen biết ai bên này nhưng mà cũng có người ra đón luôn này. Wow. Xịn sò thế. À, chỉ thiếu điều là đeo hoa lên nữa thôi. Wow. Bạn mình đó, tên là tên của bạn mình đó, Thị Huệ Quỳnh Trần. Thị Huệ Quỳnh Trần. Đây là quang cảnh đường phố Thái Lan về đêm. Song là hai. Nâng song sảm si. Chúng ta đã đến khách sạn. Khách sạn này có tên là No Smoking. Buổi sáng đầu tiên ở Thái Lan. Yeah, hôm qua buổi tối thì lúc anh đến khách sạn đã là rất là muộn rồi, nên là anh không quay được gì nhiều cho các em xem. Qua đấy đã có một giấc ngủ rất là ngon. Và lịch trình ngày hôm nay thì chắc là sẽ đi chơi rất là nhiều đây. Ê, hình như ở bên này cũng có bánh mì Sài Gòn đấy. What? Ê, người ta đi ngược đường kìa. Ê, hả? À, hình như ở đây người ta đi bên trái đường. Kỳ lạ ha, ở Thái Lan mà đi bên trái đường. Lỡ ngớ mình đi bên phải đường là đi ngược với người ta đấy. Hôm nay là một buổi sáng khá là đẹp trời bởi vì trời không nắng. Bạn anh nói là trời không nắng bởi vì có rất là nhiều ô nhiễm không khí, nhiều khói bụi ấy các em ạ. Bên kia hình như là một cái đường ga tàu thì phải. Wow, anh phát hiện ra là ở đây có rất nhiều người đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Đây, anh sẽ quay cho các em xem. Có nhiều người đội mũ bảo hiểm nhưng cũng có nhiều người không đội. Thật là kỳ lạ, không biết là ở đây người ta có bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm không ta.
chúng ta sẽ ăn sáng ở một cái quán có tên là quán ở toàn chữ Jun. Đây là một quán ăn có sao Michelin luôn đấy các em ạ. Wow. Vậy là nó sẽ được đánh giá rất là cao đấy. Yes. Đây, hôm nay chúng ta sẽ được ăn những cái này. Ủa nhưng mà sao nhìn thịt gà trắng thế? Thực ra anh nhìn cái này có vẻ là không hấp dẫn lắm, nhưng mà thôi ăn thử đi. Xin mời cái bạn anh đã ăn và khen ngon. Mình sẽ dưới cái nước này lên hả? Cái này không phải là nước tương đâu. À mà cũng được làm từ đậu tương hay sao á. Có cái mùi rất là giống đậu tương. Tương đậu đỏ á. Đây là những người mọi người không là ừ. Ngon đấy các em ạ. Wow. Cái miếng thịt gà nhìn rất là trắng luôn này. Nhìn như kiểu là không có cái chất gì luôn á. Tuy nhiên khi mà chấm với cái tương này thì lại rất là ngon. Thịt gà thì khá là mềm, nhưng mà có vẻ nó không bở lắm. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà chỉ ăn gà không thì nó sẽ không có gì đặc sắc. Cái thứ ngon nhất của cái quán này đó chính là cái nước tương này thôi. Thậm chí là cơm thì không có gì đặc biệt cả. Bạn anh nói là cái quán này nếu mà đến lúc 10 giờ ấy thì mọi người sẽ xếp hàng ăn rất là đông. Nhưng mà bây giờ mới có 8 giờ 20 thôi, bỏ cũng khá là đông rồi đấy. Mặc dù khoảng cách địa lý là rất là xa nhau nhưng mà Thái Lan và Việt Nam lại dùng chung cái múi giờ, đó là múi giờ số 7. Nếu như chúng ta dậy ở Việt Nam mà trời sáng rồi thì có thể ở bên Thái Lan trời vẫn còn tối luôn. Đó là một chuyện hết sức bình thường. Wow. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi thủy cung. Yeah, đi hoài. Trước khi qua đây thì anh đã xem được rất là nhiều những clip của người Việt Nam khi mà qua đây du lịch thì người ta quay cảnh đường phố Thái Lan ấy. Thì mọi người nói là đi qua Thái Lan du lịch mà cứ ngỡ là đang ở Việt Nam, bởi vì đường phố của Thái Lan thì cũng có rất là nhiều những cái nét đặc trưng giống như Việt Nam luôn. Nhưng mà anh thấy là cũng không hẳn, có rất là nhiều thứ khác mà. Đây giống như kiểu là cái đường tàu điện ấy nhỉ. Wow, trên này chụp hình mới đẹp này. Đúng rồi, để tự nhiên đứng ở dưới chụp quá trời. Wow, chúng ta có một cái con sông ở dưới này, nó rất là... Đấy, sông ở Thái Lan nước cũng đục này, cũng ô nhiễm này. Nhưng mà trên này khá là đẹp nhỉ. Wow. Hôm nay thì thời tiết không quá là nắng, nhưng mà cũng rất là nóng luôn các em ạ. Có thể là bởi vì anh phải đi bộ. Nhưng mà đi về cái nhóm này á, đi 30 phút rồi, vẫn chưa tới nơi. Mặc dù quãng đường chỉ có chưa đến 1 km thôi, quá là mệt mỏi. Bởi vì khi mà thấy cảnh đẹp thì mọi người ai cũng muốn dừng lại chụp hình hết. Đúng thật, ở bên này người ta đi trái đường các em ạ. Cuối cùng thì anh cũng đã tới nơi nhưng mà tới sớm quá, chưa tới giờ mở cửa. Ở đây thì 10 giờ trung tâm thương mại mới đi vào hoạt động cơ. Ở bên này người ta cũng bán hàng rong này kia. Không biết chú này bán cái món gì nữa. Anh vừa mới đi qua một cái khu phố ẩm thực. Người ta có rất là nhiều những cái món ăn đường phố luôn, nhưng mà bạn anh lại lựa chọn một cái nhà hàng này đây. Chúng ta khi mà vào đây phải chờ đợi, đông quá đúng không? Quán này có một cái không gian và một cái background rất là đẹp luôn các em ạ. Chưa cần biết ngon hay không nhưng mà đẹp là anh thích rồi đó. Đây là những cái món ăn trưa ngày hôm nay của anh. Với cái sức ăn và với cái miệng của những người bạn anh ấy thì chỗ đồ ăn này mỗi người liếm một cái là hết rồi. Nên là anh rất là quan ngại sâu sắc. Đặc biệt là bạn này. Mà giỡn chứ các bạn mà không ăn hết chỗ này ấy, thì mình gói mang về. Còn nếu mà ăn hết thì mình đi chỗ khác mình ăn tiếp. Ok nhá. Con cá này nhìn hấp dẫn ghê này. Món này có tên là gỏi cá chê. Đây là món bán chạy nhất ở đây luôn ấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ trộn rau lên và ăn kèm. Ngon nhá. Cái nước sốt của nó rất là ngon, nhưng mà anh có cảm giác là nó hơi chua. Với lại là cái món gỏi này ấy, khi mà cho vào miệng cái nó tan ngay ở trong miệng luôn, không có cảm nhận gì được nhiều cả. Và theo như anh thấy là các món ăn ở đây món nào cũng rất là ngon luôn. Anh muốn nói với các em là cái quán này ăn rất là ngon nha, đồ ăn cực kỳ ngon, rất là hợp khẩu vị với anh luôn. Nên là nếu mà bạn nào có dịp đến đây á thì hãy ghé thử cái quán này ăn một lần đi. Anh tin nó sẽ không làm các em thất vọng đâu. Bởi vì cái đồ ăn không bõ dính răng, cho nên là bây giờ bọn anh sẽ tiếp tục đi ăn vặt đường phố. Đây là bu bu nè. Wow, người ta có bán là bu bu ở trong này luôn nè.
Đây rồi, hết chỗ bán quần áo thì chúng ta sẽ đến một cái khu ẩm thực. Ở bên này có quá trời cửa hàng thời trang đẹp, vậy mà Lisa còn qua Việt Nam để shopping. Chứng tỏ là cái gu thời trang ở Việt Nam mình cũng khá là đẹp đấy chứ, đúng không Ken? Đây là một cửa hàng đồng hồ xa xỉ Rolex. Đây, chỗ này sẽ là một cái như kiểu là một cái hội chợ ẩm thực ấy. Rất là nhiều đồ ăn luôn. Trái cây của Thái Lan thì cũng cực kỳ đa dạng. 100 baht là bao nhiêu? 75.000 đấy. 75.000 là rẻ đó. À, là rẻ đúng không? Mày thích gì? Mày thích gì tao mua cho mày. Ờ, bên này xoài mắc này các em. Nhìn những cái bịch trái cây này người ta cắt ra rất là hấp dẫn luôn. Ờ, phía bên này là một cái máy quay. Không biết là có tác dụng gì nhỉ? Còn đây là những cái que xiên bình. À không, đây là những cái que xiên que mà người ta bán. Ở đây nhìn rất là hấp dẫn luôn này các em. Cái nước sốt của người ta trông đã cực kỳ luôn. Wow. Đây là mực này, 99.000 một cái à? 99 baht một cái à? À, anh biết rồi, sau khi quay những cái này ấy thì cái chai coca của chúng ta nó sẽ bị đóng đá và nó sẽ sệt lại. Đổ vào đá bào thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng. Ui, xong rồi ấy hả? Wow, ở bên này thì có một cái thiên đường xiên bẩn luôn. Và đây là nước sốt của người ta này các em. Ê, xiên này nhìn hấp dẫn này. Ăn cái này không? Có. Xiên thịt heo. Những cái miếng thịt này thì anh thấy là nó rất là mềm và trông cực kỳ mướt luôn. Nó ẩm ẩm như thế này ăn sẽ rất là ngon đây. Để nướng được những cái xiên thịt như thế này không hề đơn giản đâu các em ạ. Nhìn đã lắm luôn đấy. À, còn bên này là xúc xích nè. Đã quá đi. Anh thấy là những cái đồ ăn ở đây ấy thì người ta chế biến khá là sạch sẽ. Các em có thấy vậy không? Ngay cả đường phố ở Thái Lan cũng rất là sạch luôn. Không hề có rác ở dưới đất. Người ta không có thói quen vứt rác ra ngoài đường. Những cái xiên này chúng ta không thể gọi là xiên bẩn được, bởi vì nhìn nó cũng không hề bẩn một tí nào. Rất là sạch sẽ luôn đấy chứ. Oh, ở bên này là thiên đường của Labubu các em ạ. Ở đây anh phát hiện thêm một cửa hàng nữa. Có con Labubu rất là to. Bên này còn có mấy em thuộc hệ sinh thái của Popmart nữa này. Hình như nó có tên là Molly. Là một chú Beaverick báo hồng. Rất là dễ thương. Bây giờ thì anh sẽ ăn cái gỏi mà ban nãy anh mua. Mọi người đã ưu ái nhường cho anh ăn trước để review. Và mỗi người thì chỉ được ăn một miếng thôi, bởi vì cái đĩa này nó cũng khá là nhỏ. Chúng ta có 6 người lận. Khá là ngon, rất là vừa miệng. Và anh đã dặn người ta là làm ít cay. Nó không cay luôn á, nhưng mà nó ngon cực kỳ nhá. Cái này ngon lắm luôn á. Nó không có nhiều thịt lắm, nó chỉ có mấy con tép khô này thôi. Đúng rồi, cái này chủ yếu là đu đủ thôi. Vậy hả? Và cái giá của nó thì cũng rơi vào khoảng 75.000. À đâu, 35.000 thôi. Thì cũng không mắc lắm. Vậy là món này cũng hợp lý đấy các em ạ. Ngon quá nên là anh sẽ xin thêm miếng nữa. Nhoang một cái thì cũng hết ngày rồi. Video đến đây cũng khá dài nên là anh sẽ tạm dừng nó ở đây. Các em hãy cùng xem những video sau để biết là anh sẽ đưa các em đi đâu chơi nhé. Còn nhiều chỗ hay ho thú vị lắm. Còn bây giờ thì bye bye các em.